Này em sẽ làm sủi cảo nhân thịt bò cả nhà. Cái này là hành nè, hành tây, gừng, với lại hành lá. Em sẽ bằm nhỏ bỏ vô đây, với lại thịt bò xay nhuyễn ha. Với lại phi thơm hành, với lại gừng. Rồi chế, mình lấy cái dầu này nè, phi thơm rồi mình lấy cái dầu này cho nó thơm, để ướp với lại thịt. Sò cho muối nè. Cho khoảng 1 thìa đường. Cho nước tương. Một ít cái gia vị, cái 13 vị này. Một ít dầu mè nha. Hai chú tung xì lại là Chị ăn dầu Ta tung xì lại là ta tung mấy dầu tiêu thôi nè. To. Ở từ nào? Cân sẻ. Xong rồi, cái thôi nhanh. Một lát nữa sẽ. Bây giờ sẽ đi ướp. Giờ đến lượt ướp nhanh thịt heo với lại cải thảo này cả nhà. Cải thảo là lúc sáng em ướp với muối cho nó ra nước rồi. Giờ xong rồi bắt khô xong rồi mình băm nhỏ bỏ vô với thịt heo ha. Giờ sẽ đi ướp gia vị nha. Ướp gia vị cho tầm một muỗng dầu hào. Nước tương màu. Dầu mè. Dầu mè mà nó đông lại luôn. Nó không có ra. Thêm muối nè. Một xíu đường. Còn nhau gì chưa bà rồi? Chưa bà. Hết luôn rồi. Em thêm một ít hạt tiêu nữa. Nói chung mình ướp theo cái khẩu vị mình ăn ha. Trời. 我学一学. Khúc này là em sẽ nhào bột để mình gói sủi cảo nè. Mẹ chồng em bảo là sẽ dùng nước ấm á.
Mình nhào bột á thì bột nó sẽ có cái độ dai dẻo hơn là mình nhào bằng nước lạnh. Dùng nước ấm khoảng chừng 40-50 độ là được ha. Rồi mình cứ nhào chừng nào mà cái bột nó hết dính tay nữa là thôi. Nhào đến khi nó thành như vậy này cả nhà là ok rồi. Xong mà giờ đậy nắp lại cho nó nghỉ 20 phút. Rồi mình sẽ đi nặn ha. Gói sủi cảo cả nhà ơi. Ừ. What are the queen that I'm not happy to do? Can you come cô hảo, nghe được trái với một trái như thế ra, sao cái gì kia? Ba mươi số giao dịch, 笑死了，我都还比你好看了，有，嗯，是不是？多少钱？多少钱？哎呦我妈，漏肉都漏出来了！好。这样弄吧，感觉好看。还有，扎你紧就行了，是不是？嗯，夹不露馅。等一下，煮一锅吃。就炒的那时候就露出来了。要正正丑，他捏哪个都露肉。你干吧，你干完吧，让我们扒就行了。你尝着。你看，算了吧，我感觉我学不行，我这样弄。我学很多次，我感觉不行，算了。这都能理解，这放在手这个位置。我没有那个能力包饺子，我把我的自己吧，这样吧就行了。我会吃就好了。你会吃，你只会吃，真的。要捏紧呢，那馅不漏都脱。以前他们结婚的时候，听人家说中国男人都会做饭，问他会做饭吗？他说会，天天拍视频，我今天中午做饭呢。哎呦，骗人似的，太骗我了。
嫁给他了才发现他骗我，气死了。我为什么会做饭呢？会煮泡面，会煮饺子。Lúc tụi em mới quen nhau á, là chồng em lúc nào cũng gọi video cho em, mà lúc nào cũng đứng dưới bếp nấu ăn này kia lắm. Em bảo có biết nấu không vợ? Ông kêu là biết nấu, nấu ngon nữa. Thấy đứng xào xào khí thế làm tưởng biết nấu thiệt đó cả nhà. Lúc đó em nghĩ bụng ừ, hay đó, lấy anh chồng này á, về ông biết nấu ăn đó mình cũng đỡ. Về ông nấu cho mình ăn chứ, ai về đâu đến khi lấy về rồi mới phát hiện nè. Là ừ, ông cũng biết nấu thiệt đó, mà ông biết nấu là luộc sủi cảo, nấu mì tôm, với lại nấu những gì mà có sẵn ấy. Mà mấy năm qua thì em cũng rèn giũa được một ít. Nói chung là cũng biết cách để nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Biết cách là từ đầu phải nấu như thế nào, phải làm như thế nào để gia vị nó thơm, để cho thịt nó ngấm này kia. Nên bây giờ cũng gọi là biết xương xương đó cả nhà. Hôm nay á, gói sủi cảo á, ông người người ông xuống ông bảo để anh gói cho. Ai về đâu ông có biết gói đâu cả nhà. Mẹ chồng em bảo á, ông chưa gói bao giờ hết trơn á. Ông chỉ biết ăn thôi à. Hôm nay xuống đứng gói á, ta nói thịt trào từ le ra ngoài hết trơn, nó không có cái nào ra cái nào hết. Mình nhận bao không? Không có bao quả. Thôi cùng, thôi cùng. 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 Con mâm nó bao hình thân. Tao của tao. Bây giờ xe ta chín là. Bán ta chín là. Trung đi tiến. Chồng em gói một hồi á, mà cái bánh nào cũng thấy ghê lắm. Cho nên là em mới kêu thôi đi lên nhà đi, lên chơi với con đi, để em với mẹ gói cho rồi đi, chứ ông đứng đây chạch chỗ thêm. Hôm nay em với mẹ chồng dự định là gói hết hai cái thố nhanh luôn á. Là dự định cũng chắc khoảng vài trăm cái á cả nhà. Gói nhiều một chút á, để dành á, Tết ăn dành luôn. Kiểu như sáng ngủ dậy á, là có luộc lên ăn luôn, chứ không có cần phải đứng ở trong bếp nấu ăn suốt ngày nữa. Tại vì á, ngày Tết sẽ bận rộn, ngày Tết sẽ phải đi họ hàng này kia, không có nhiều thời gian để nấu ăn nữa. Nên là hôm nay chuẩn bị sủi cảo nè. Và món sủi cảo này nó cũng là một cái món ăn truyền thống mà gần như là hàng ngày của người dân Trung Quốc ở bên này luôn á cả nhà. Lúc trước em đâu có biết ăn sủi cảo đâu. Khi lấy chồng em, quen chồng em thì em mới biết đến món sủi cảo này á cả nhà. Mình có thể bỏ cái nhân tùy theo ý mình thích. Mình thích ăn nhân gì cũng được hết trơn á. Cách gói cũng đơn giản, chỉ cần hai cái mép bánh nó dính vào nhau, không để cho nhân lòi ra ngoài là được. Nói chung là mình không cần phải quá đẹp đâu, tại vì mình không phải dân chuyên nghiệp gói, nhưng mà miễn sao á, nó không có bị lòi nhân ra ngoài là ok rồi. Buổi sáng á, luộc một ít sủi cảo ăn vậy là cũng đã có đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Có tinh bột nè, có thịt nè, có rau nè. Ni hao. Ni hao. Mao zi nan. Shi ma? Jiao zhi. Tou guo ma nan. Tou guo zhen ma. Shi ne. Diao ne. 用酒了，这照的照不了要数了。那、哎，你这不好吃，那那那干嘛？冻冻的。走，走，进来。gói một lúc quá đầy cái mệt rồi, bây giờ em sẽ xếp vào cái hộp đựng sủi cảo này nè. Nó có rất là nhiều ngăn, em mua một hộp 4 ngăn lận. Mà một ngăn như vậy á, phải để được tầm 30-40 cái bánh á cả nhà. Xếp vào như vậy xong rồi mình để vào tủ đông á. Rồi khi nào mình ăn á, thì mình lấy ra mình bỏ vào nồi luộc là được. Hai mẹ con hí hoái gói từ chiều đến giờ á, bây giờ là tối luôn rồi đó cả nhà. Mấy tiếng đồng hồ ở trong bếp.
Tại vì không phải là chỉ gói mình sủi cảo không, mà làm thêm mấy mẻ bánh bao nữa, với lại màn thầu các thứ, nên là mất rất là nhiều thời gian. Giờ cũng đến giờ ăn tối luôn rồi, nên là em lấy một ít sủi cảo em luộc lên cho cha con nó ăn luôn nè. Chín rồi, múc ra. Trời, nó nở to ghê. Nó thách trạng thịt tả à. Nó khác xấu giờ bao tình. Tao tu, râu tu lên phổ quay như là xấu sự. Tao 我还包完呢，还有一点，走吧，你们先给儿子吃。走。